Hai mọi người, mình là Lộc. Tuy là mùa Covid thứ hai nhưng mà phố đi bộ vẫn tấp nập các bạn trẻ đi dạo và ăn uống. Mình có hẹn với hai vợ chồng của người bạn thân hồi còn học đại học, cũng được 10 năm rồi. Ngày 29 tháng 4 năm 2015, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành công trình quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với chiều dài 670m. Toàn bộ trục đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến Bạch Đằng được lát đá granite với hai tượng đài phun nước và hệ thống cây xanh. Bên dưới quảng trường có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại. Mỗi ngày có hàng ngàn bạn trẻ đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù người ta gọi là phố đi bộ nhưng thực tế xe cộ vẫn được chạy hai bên đường ngoại trừ buổi tối thứ bảy chủ nhật. Muốn mình gấp gấp bên phải luôn á. Ok, lại các bạn uống trà tối đâu cũng được. Cũng được, đi mình qua đây nè, trà thở cũng được, có trà thở thế như lắm. Nhiều bạn thường hỏi Lộc cách đi lên chung cư 42 ở Nguyễn Huệ, là các bạn hãy tìm tòa nhà mà ở bên dưới là nhà sách Pahasa. Khi các bạn đến nhà sách Pahasa thì phía bên tay trái có một cái đường nhỏ, mình đi thẳng lên. Có một anh cho thuê thang máy thì 3.000 một người. Các bạn cũng có thể đi thang bộ phía bên tay trái. Anh đi thang máy lên nè. 3 người. Đẹp lắm anh. Nè, ở đây không thể dùng máy tính nè. Cái này thích. Ở trên này thì có rất là nhiều quán nước hoặc là quán ăn vặt. Các bạn hãy chọn số tầng trước khi lên nha. Quán Orange Tea này tụi mình cũng vô tình vô thôi, chứ không có dự định trước gì đâu. Bước vào quán thì các bạn cũng có thể thấy đó, một cách trang trí rất là Trung Hoa. Trong đây người ta bán chủ yếu là các loại trà. Một trà xanh vải. Tụi mình sẽ chọn những trà lạnh thôi. Mình cũng có thấy nhiều anh chị ngồi xung quanh uống trà nóng. Quán có trưng bày các món đồ lưu niệm mình có thể mua về cũng được nè. Bước chân vào quán thì như lúc nãy mình nói là có những trang trí, những cái biểu tượng của Trung Quốc rất là đẹp. Tụi mình sẽ chọn một cái góc bàn ngồi ở phía ban công. Thì ngồi ở chỗ này mình có thể ngắm được toàn cảnh của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Quán khá đẹp nha mọi người. Những cái đồ vật này là đặc trưng của Trung Quốc. Những bức tường họ vẽ theo cổng nhà thời xưa. Phía cửa lúc nãy như mình nói là có những cái này gọi là những cái thẻ bài. Thì mọi người có thể mua thẻ, viết điều ước của mình hoặc là viết những câu chúc gì đó để treo lên đây. Second that, no second that, molar, second that, wallah.
Sau khi uống xong thì tụi mình sẽ rời quán, đi dạo tiếp phố đi bộ. Cause all you motherfuckers got on me is stupid ass shit and stupid ass life. I'm getting rich off that fucking weed, off the motherfucking ecstasy. I'm shipping white China to Germany, running it through Italy. Young Christopher caught my shit. Say yo motherfucker go win big. Stack in the cash, stack in the fucking cash, stack in the cash. Này nghe. Cuối ngày mình có gặp một anh nghệ sĩ bị khiếm thị thổi sáo rất hay, đứng ở góc đường Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng. Mình có dần chân quay clip lại. Anh thổi sáo theo nhạc nền từ loa thùng, toàn những bài hát mới thôi. Mọi người cứ đi ngang nhớ ủng hộ anh ấy nha. Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ vậy đó, nhưng nỗi buồn cũng mang mét. Mỗi góc đường là một góc nhìn khác nhau, nhưng sáng mai lên những nẻo đường lại nhận được những sức sống mới. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video mới của mình mỗi tuần nha.